quý vị và các bạn thời gian vừa qua thì thông tin là uống siro hay là ăn hoa quả lên men gây nồng độ cồn khi lái xe khiến dư luận xôn xao và đặt ra câu hỏi là liệu việc làm này thì có bị phạt hay không? Vâng ạ à, để có thêm những thông tin chính thức về vấn đề này thì mới đây cục cảnh sát giao thông bộ công an đã tiến hành thực nghiệm ăn hoa quả đo nồng độ cồn. Cụ thể cảnh sát giao thông cho nhân vật ăn 4 loại quả khác nhau đó là nho, cam, xoài và dứa, uống bổ phế và nước siro rồi kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả thực nghiệm cho thấy khi ăn các loại hoa quả ngọt, qua kiểm tra không phát hiện được cồn. Đối với các loại siro ho, ban đầu cho chỉ số từ 0,6 đến 1, thậm chí là 1,2mg trên 1 lít khí thở. Tuy nhiên, chỉ cần người uống chờ từ 2 đến 5 phút hoặc uống nước, chỉ số này sẽ về không. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết với những người vi phạm có thể giải thích cho lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ ở việc có sử dụng siro hay là hoa quả lên men hay là không nếu có thì cảnh sát giao thông sẽ cho tài xế nghỉ ngơi uống nước và kiểm tra lại nồng độ cồn